À, mình đón xe đi Grand World. Dạ. Yeah. Xe này xe điện VinFast. À, cái này về Việt Nam mà đi cũng 2 lần. Giờ mình tới Grand World. Welcome. Điện sách bừng cái xe đó như lần cầu ở bên Venice nhớ không lâu bừng cái này nè. Nhớ đi cái cầu ở bên Venice cũng lên cái dốc cầu vậy khiêng cái khiêng cái chiếc xe của Casey thời đó đó nhớ. Teddy Bear Museum. Cafe and gift shop. Này nguyên cái bảo tàng viện về Teddy Bear. Nghe nói chỉ có một số một ít nơi trên thế giới thôi. Ở tại Phú Quốc có một cái. Teddy bear souvenir. Dép cũng có luôn. Trước mặt mình là cái nhà làm toàn bằng tre thôi. Nhà tre huyền thoại.
ngon mà tối thơm quá. Nhớ ba hồi đó ba trồng ở trước cổng nhà á. Việt Nam. Phiên chợ Tinh Hoa. Sân khấu này nghe nói là nó moving để sân khấu hay cái nhà gì đó, nó làm lớn lắm. Inspired by the quintessence of European culture. The show is a romantic love story of a boy and a girl who met at the Venice Masquerade. Fall in love at the first sight.
Let me bend. Oh, I get it now. What? Of this wonderful show tonight. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!